Xin chào mọi người đã tới với cả PC Gaming. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để download được game tại channel PC Gaming của mình. Thì ở đây, các bạn thấy, xem nào. Đầu tiên sẽ là cái channel PC Gaming của mình nhá. Đây, đầu tiên là các bạn vào đây đúng không nào? Thường thì nó sẽ như thế này, các bạn tắt cái bên hông đi thì nó sẽ to như thế này, xem nào. Thì đầu tiên, các bạn có thể thấy, ở đây mình có phân bố một vài cái video nổi bật. Ví dụ như là video mình mới tải lên này, rồi là một vài cái series game top game bom tấn 2018 này, game thể thao các thứ, mình sẽ liệt kê một vài cái ở đây. Đây chỉ là một số nhỏ thôi nha các bạn. Thế nào? Còn các bạn nào mà các bạn yêu thích game theo từng thể loại, ví dụ bạn thích game hành động, còn những game khác các bạn không quan tâm, hoặc là các bạn thích game phiêu lưu, game khác mà không quan tâm ấy, thì làm thế nào để tìm những cái thể loại game đó trong cái channel PC của gaming của mình ấy? Thì các bạn có thể ấn vào phần danh sách phát ở đây nhá. Ấn vào đây. Đó, ở đây mình có tất cả các danh sách phát đã liệt kê rất là nhiều rồi. Và sắp tới mình sẽ còn cập nhật thêm nhiều danh sách phát hơn nữa. Ví dụ game đối kháng ở đây mình có khoảng tầm 13 game này các bạn thấy không? Các bạn ấn vào là nó sẽ hiện ra series cái video luôn. Đây các bạn thấy, đây này, thấy nào? Toàn bộ game đối kháng luôn. Tất cả ở đây đều là game đối kháng, các bạn có thể coi qua và download về chơi nhá. Đó là game đối kháng, game thế giới mở, rồi là game bóng đá, game thể thao, nói chung là nhiều lắm. Còn một số game mà nó có cái series, ví dụ như là Naruto chẳng hạn, thì mình sẽ để thẳng cuốn tuyển tập Naruto lên luôn. Rồi có bao nhiêu game Naruto thì mình sẽ vứt hết vào trong cái series này. Và các bạn có thể đó là download toàn bộ về đúng không? Toàn bộ của Naruto ấy. Thì các bạn có thể vào và download tất cả những game liên quan đến Naruto. Rất là dễ dàng đúng không? Rồi là game sinh tồn, rồi là game fantasy, game đua xe các thứ. Mình sẽ làm sẵn các cái danh sách phát như này. Các bạn có thể lựa chọn được những cái thể loại game yêu thích, được chưa nào? Rất là nhiều. Có rất là nhiều luôn. Game esports, game đạt giải thưởng tại Game Award. Sắp tới mình sẽ cập nhật thêm, chứ bây giờ thì mấy cái video, cái này chỉ có một video thôi. Còn chúng ta có nhiều video hơn là multiplayer các thứ rồi. Game cũ rồi, game tuổi thơ rồi. Rồi là game game nhẹ, cái game mà dành cho PC thuộc loại cầu nhiều. Đó là về phần danh sách phát, được chưa nào? Mình sẽ ấn lại phần trang chủ nhá. Đây. Thì bây giờ mình sẽ quay lại chủ đề chính, đó là làm cách nào để có thể download được game trên cái channel PC của Đắc Gaming mình. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ, được chưa nào? Ở đây mình có cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái tựa game Nier Automata. Đây là một tựa game rất là nổi tiếng, ai cũng biết đúng không nào, chắc chắn rồi. Thì để download được cái tựa game này, đầu tiên các bạn hãy các bạn vào video này các bạn xem đúng không nào. Thì các bạn hãy ấn xuống, nhìn xuống phần mô tả video nhá. Nó là ngay dưới cái logo PC Gaming của mình này. Các bạn ấn vào chữ hiển thị thêm ở đây nhá. Đây là toàn bộ thông tin mà mình muốn truyền tải tới các bạn. Đây là thông tin về chữ thôi nhá. Còn thông tin về hình ảnh thì mình ngay trên đây này đúng không nào? Cả một cái video gần 30 phút đúng không nào? Còn đây là những cái thông tin mà mình muốn truyền tải tới các bạn ở dưới này. Nó khá là dài nhưng mà thực ra thì nhìn nó dài dằng dặc vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình sẽ tóm tắt nó cho các bạn hiểu đơn giản dễ dàng. Đầu tiên đó là phần thông tin cơ bản về mình, về channel của mình. Ở đây đầu tiên là các bạn có thể đăng ký cái channel PC Gaming của mình đúng không nào? Đây các bạn hãy ấn vào đăng ký ở đây. Rồi các bạn ấn vào thêm vào phần cái chuông rồi nhá. Để khi nào mà mình có video mới mình chia sẻ những cái game bom tấn, cái game mà hay, những cái game mà nói chung là bất cứ một cái game mới nhất nào mình chia sẻ cho các bạn, thì các bạn sẽ nhận được thông báo để các bạn có thể vào và xem và download về để chơi, chứ nào. Các bạn đăng ký và các bạn có thể vào thẳng cái trang PC Gaming của mình trên YouTube ở đây, các bạn ấn vào đăng ký đấy cũng được, chứ nào. Ấn cái chuông ở đây cũng vậy, cũng giống vậy thôi, không khác gì mấy, đúng không nào. Mình sẽ để cái chuông. Tiếp theo là đến kênh stream game của mình. Đây, kênh stream game của mình. Thì rảnh rỗi thì mình sẽ vào cái kênh này và mình stream một vài game vớ vẩn, linh tinh các thứ. Thế nào? Và tiếp theo đó là group Facebook và fanpage. Đây là hai cái nơi chính mà chúng ta sẽ trao đổi với nhau về game, về sửa lỗi, về cài đặt. Và mình sẽ chia sẻ những cái bản correct của game lên hai cái trang này. Và thêm một trang nữa, đó là trang chia sẻ game PC ở đây. Các bạn thấy đúng không nào? Đây là ba trang chính nhá. Và mình sẽ chia sẻ những cái game correct của mình, cũng như là nơi chúng ta sẽ thảo luận về game, về sửa lỗi game, về các thứ. Thì thế này, bây giờ thời điểm hiện tại thì mình không còn nhiều thời gian nữa, bởi vì mình có khá là nhiều công việc cần phải làm để cuộc sống riêng mà, đúng không các bạn? Các bạn có thể thông cảm cho mình về phần đó. Thì các bạn nếu các bạn gặp vấn đề về game hay là các bạn muốn thảo luận về game gì đó, thì các bạn có thể post bài lên cái trang đó là PC Gaming ở đây, hoặc là trang hội những người đam mê game offline ở đây, thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về game, mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ đúng không nào? Chứ nếu các bạn inbox nhiều quá, inbox riêng cho mình nhiều quá, thì thực sự là mình cũng không thể nào trả lời hết được các bạn được. Đó là sự thật, bởi vì thời gian này mình không còn rảnh như trước đây nữa. Thế nào?
Cho nên là có vướng mắc gì về game cũng như là có những gì thú vị về game thì các bạn có thể chia sẻ trên hai cái trang này. Còn cái trang chia sẻ game PC này thì chủ yếu là mình chia sẻ game cũng như là chia sẻ những cái thông tin về những cái bản game khuyến mãi, những cái game nổi bật các thứ thôi, về các cái giải thưởng game rồi là các cái chương trình showmat về game thôi. Thế nào, đó là về cái phần group và fanpage. Còn đây là Facebook cá nhân của mình. Gặp vấn đề gì đó thắc mắc về game thì các bạn có thể liên hệ với mình. Nếu mình rảnh thì mình sẽ giúp các bạn giải quyết về các vấn đề về game, chứ nào, như là trao đổi về game. Rồi, ngay bên dưới đây đó là sẽ phần một phần khuyến cáo nhỏ của mình. Đó là các bạn hãy mua game và phần mềm bản quyền để ủng hộ nhà phát hành game cũng như là tận hưởng được những tính năng ưu việt nhất mà chỉ phiên bản quyền mới có. Thì nó như thế nào? Nếu mà các bạn mua game ấy thì các bạn sẽ trực tiếp ủng hộ nhà phát hành game. Đó là họ sẽ có được kinh phí để họ phát triển game, rồi họ phát triển studio của họ, rồi là họ nuôi thêm ý tưởng để phát triển những game mới, đúng không nào? Đó là một việc làm rất là tốt, ủng hộ nhà phát hành game. Và đặc biệt ấy, những cái bản game mà bạn mua ấy thì nó sẽ có một tính năng ưu việt. Cái ưu việt nhất ấy, đó chính là các bạn có thể chơi được online, đúng không nào? Như các bạn đã biết thì game Crash thì 99% chỉ chơi được single player mà thôi, chứ không thể nào chơi online được. Có rất ít các cái bản Crash online, thế nào? Có game có Crash online nhưng mà nó chiếm thiểu số rất là ít. Mà đa số họ chỉ crack những cái phần chơi đơn thôi, phần single player thôi, chứ nào. Cho nên là nếu được ấy, thì các bạn hãy mua game nhé. Còn nếu mà chúng ta không có điều kiện hoặc là chúng ta gặp một vấn đề gì đó thì chúng ta mới nghĩ tới game crack thôi, chứ nào. Thì ngay tại đây, đó là ví dụ như cái game Nier Automata chẳng hạn, ngay tại đây mình sẽ để sẵn một cái link. Đó là nếu các bạn click vào cái link này ấy, thì lập tức các bạn sẽ được tới thẳng được cái trang để các bạn có thể mua được cái game Nier Automata, chứ nào. Đây nhá, mình sẽ mở thẳng lên. Đây, mình sẽ tới thẳng cái trang luôn. Các bạn có thể tới đây và mua game, được không? Trực tiếp đến trang luôn. Đó là một hành động rất là tốt. Nhưng mà các bạn thấy ở đây nó khá là khoai, đúng không nào? Bản game và cả bản DLC nó khoảng tầm hơn 1,5 triệu. Đây là một số tiền mà không phải ai cũng có. Ở Việt Nam chúng ta thì không phải ai cũng có điều kiện để mua, nên chúng ta mới phải bắt buộc chơi cái game Crash, đúng không nào? Rồi, đó là về phần khuyến cáo nhỏ thôi. Thì ở bên dưới đây sẽ là phần tóm tắt về cái game mà mình chia sẻ trong cái video này. Thì ở đây đó là phần tóm tắt về game Nier Automata. Các bạn có thể đọc qua bối cảnh của Nier Automata rồi là các thứ, đúng không? Nó sẽ cho các bạn một cái nhìn cơ bản về tựa game này. Chúng ta sẽ làm gì trong game hoặc là cái game này nó lấy bối cảnh ra sao như thế nào, các bạn có thể biết được một chút thông tin ở đây. Rồi ngay tiếp theo phần dưới về tóm tắt của game ấy thì nó sẽ là phần cấu hình tối thiểu. Cấu hình tối thiểu này là cái gì? Đó là cái cấu hình mà nhà phát hành đưa ra để chúng ta có thể đáp ứng được cái FPS là 30 FPS cho khi chúng ta chơi cái tựa game này, đúng không? Thì điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là không nhất thiết là các bạn phải có một cái cấu hình như thế này rồi trở lên thì các bạn mới có thể chơi được game này, mà nó có thể hiểu đơn giản hơn, đó là cấu hình của các bạn nó yếu hơn thế này một chút, đúng không? Vẫn có thể chơi được, bởi vì đây cái này nó chỉ đáp ứng được nó chỉ giúp chúng ta đáp ứng được ok cái FPS đó là 30 thôi. Nhưng mà game thì chúng ta vẫn có thể chơi được với cả 20 FPS, rồi 25 FPS, 29 FPS vẫn chơi được, đúng không nào? Vấn đề gì? Cho nên là cho dù máy các bạn yếu hơn cái này ấy, những cái thông số trên máy tính của các bạn yếu hơn những cái thông số ở đây thì các bạn đừng lo ngại quá, chúng ta vẫn có thể chơi được game, chứ nào. Chỉ trừ cái này này, cái này là bắt buộc phải có này, đây này, các bạn để ý 64 bit này. Ví dụ một số game ấy mà các bạn để ý ở đây ấy, nó chỉ ghi 64 bit này ấy, thì có nghĩa là cái Windows của các bạn ấy là phải 64 bit thì mới chơi được. Còn Win 32 bit thì chịu chết thôi. Cho dù bên dưới, cái phần bên dưới này của các bạn là một con máy phải nói là siêu nhân, trị giá hàng trăm triệu đồng, nhưng mà trên đây Win 32 bit thì chịu chết nhá, không thể nào chơi được, thế nào. Cho nên cái này là các bạn cần phải đặc biệt lưu ý, thế nào. Và phần bên dưới này thì cũng tùy tình huống. Đó là về phần cấu hình tối thiểu. Bây giờ mình sẽ quay lại một chút về cái video đây nhá. Thì mình sẽ nói qua một chút về cái video này ấy. Thì video này nó gồm những gì? Thì đầu tiên ở đây thì video của mình nó sẽ gồm các bố cục như sau. Thứ nhất đó là cái phần trailer. Mình ghi sai rồi. Trailer, chứ nào. Ví dụ đây chẳng hạn, thì ví dụ như là game hướng dẫn Dragon Ball FighterZ, mình sẽ có một cái trailer ngay đầu tiên luôn. Tiếp theo sau phần trailer ấy, thường nó sẽ là phần hướng dẫn cài đặt của mình, cài đặt game của mình, đúng không nào. Và phần thứ ba ấy, đây là cái phần mình sẽ vào game để test game cho các bạn coi. Đây là cái bố cục thường thấy trong các cái video của mình. Các bạn coi. Đó, đây là ba phần mà mình thường hay đặt trong cái video của mình. Thì cái phần trailer chắc chắn ấy, nó luôn luôn là nằm ở đầu tiên. Nhưng mà hai cái phần này, phần thứ hai, phần thứ ba ấy,
thì mình có thể sẽ đảo lộn linh tinh mọi thứ. Bởi vì trong quá trình test game ấy, thì nếu mà nó có xảy ra vấn đề gì đó ấy, thì mình sẽ nói thế nào, có thể nói thế nào nhỉ, mình sẽ xử lý vấn đề đó ngay trong video cho các bạn luôn, chứ nào. Ví dụ như là vấn đề về hình ảnh, vấn đề về âm thanh, vấn đề về linh thinh gì đó ấy, mình sẽ xử lý trực tiếp trong video luôn. Cho nên là hai cái phần này ấy, nó có thể đảo lộn linh tinh hết cả. Cho nên là khi các bạn xem video của mình ấy, để có thể chắc chắn là các bạn sẽ cài đặt được game ấy, thì mình khuyên các bạn đó là hãy xem hết video, chứ nào. Một số bạn rất là hay, các bạn ấy download được link về xong rồi các bạn hồn nhiên PM cho mình luôn, đó là anh ơi cái game như thế nào. Thì mình không hiểu là mình làm cái video tận 20 mấy phút như thế này để làm cái gì nữa, trong khi đó trong cái video đó mình đã có mọi thứ rồi, mình có trailer của cái game đó để cho các bạn xem được những hình ảnh bắt mắt nhất của tựa game. Sau đó thì mình có hướng dẫn cài đặt game cực kỳ chi tiết luôn, thậm chí là nếu các bạn để ý trong cái video của mình ấy, thậm chí đó là những cái thao tác chuột, những cái click, những cái ấn vào từng vị trí nào mình đều nói rất rõ. Bởi vì mình biết rằng khán giả của mình không phải ai cũng là những người có kiến thức về IT, có kiến thức về công nghệ thông tin. Một số người thậm chí là không biết một tí gì về công nghệ thông tin luôn. Cho nên là video của mình làm rất là chi tiết. Chi tiết thì nói là từ A đến Z trong cái quá trình cài đặt này luôn. Để mình làm như vậy tại vì sao? Bởi vì mình muốn tất cả những ai xem video của mình thì đều có thể cài đặt được game. Chứ nào? Cho dù người đó không biết một chút gì về công nghệ thông tin thì người đó sau khi xem video của mình, người đó cũng có thể cài được cái game đó để chơi. Được chưa nào? Và thậm chí là ngay sau khi cài xong ấy thì mình sẽ vào thẳng game luôn để mình chứng minh cho các bạn thấy rằng cái bản game đó hoạt động, cái bản game mà các bạn vừa cài xong đó nó có thể chơi được. Cái phần thứ ba ấy mình sẽ kéo dài nó ra để như thế nào. Một số bạn thì các bạn đi qua lướt Facebook, lướt YouTube, các bạn tìm game thôi, rồi các bạn vô tình xem được cái video này ấy, thì các bạn không biết cái game như thế nào cả. Cái trailer này nó không đáp ứng được cái thị hiếu của các bạn về cái game này. Bởi vì trailer thường nó có thể nói là nó giống như kiểu đó là mang những cái gì ngon nghẻ nhất trong cái game nó đem ra chúng ta coi thôi. Còn trong game như thế nào thì các bạn không biết đúng không nào. Nhưng mà các bạn thấy game này hay nhưng mà các bạn vẫn muốn được nhìn nhiều hơn nữa thì các bạn có thể xem đến cái phần thứ ba của mình làm trong video này, đó là phần test game ấy. Thì mình sẽ kéo dài cái phần test game ra một chút, mình sẽ chơi dài dài thêm một chút để các bạn có thể thấy được thêm những cái lối chơi, những cái đồ họa của game nó như thế nào, để các bạn có thể suy nghĩ xem có nên down cái game này về hay không, đúng không? Hoặc là mình sẽ cố gắng làm cho cái phần 3 này nó hấp dẫn hơn nữa để cho các bạn có thể có thêm một cái phương tiện giải trí nhỏ nhỏ nào đó, đúng không? Các bạn không nhất thiết down game, các bạn vào các bạn xem cho mình chơi game cũng được, vấn đề gì, đúng không? Đó là về ba cái bố cục thường thấy trong các cái video chia sẻ game của mình, chưa nào? Và quay lại ở đây thì đó là về phần video nhá. Thế nào? Tiếp theo đó là các bạn ở đây xem trailer rồi, xem hướng dẫn cài đặt rồi, xem test game rồi, đúng không nào? Bây giờ là đến phần download game. Các bạn quyết định xem xong video rồi, các bạn quyết định game này hay, game này được, mình sẽ download game này. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem đến cái phần đó là download game. Thế nào? Thì ở đây trên cái video này mình có để mình coi lại nhá. Đây. Chỗ này. Lùi lại chút. Lùi lại tí nữa. Đâu nhỉ? Đây. Trong cái video này mình có đề cập đến ba cái link download, ba cái file, đúng không nào? Nhất đây là file game này. Đây là file DLC này và đây là file correct này, có ba file, đúng không nào? Trong cái video này mình sẽ đề cập các bạn nó là các bạn hãy download ba cái file này và các bạn giải nén ra nó sẽ được như thế này, đúng không nào? Và một số bạn không biết giải nén như thế nào ấy, giải nén WinRAR như thế nào ấy. Thì các bạn có thể xem ví dụ ở đây, các bạn chỉ cần download cái đó về, rồi các bạn chuột phải vào extra file, thế nào, rồi các bạn chọn vị trí mà các bạn muốn lưu cái file đó lại, rồi ok thôi là được. Đó là cách giải nén file WinRAR nhé. Rồi thì các bạn có thể thấy ở đây trên này chỉ có 3 file thôi, đúng không nào? Nhưng mà xuống dưới bên này các bạn thấy như đã đề cập full game DLC và correct, đúng không nào? Nhưng mà nó sẽ có thêm 2 file nữa. Thì 2 file này là nó là gì, mình sẽ đề cập sau. Thì ở đây đầu tiên cái vấn đề full game này, mình có để hai link, một link FC và một link FC. Thì nhiều bạn cũng PM hỏi mình đó là đào cái nào trong hai cái này, đúng không? Thì mình sẽ nói luôn, đào cái nào cũng được. Mình để hai cái link này ra, FC, FC đấy. Thực ra đó là mình muốn các bạn có nhiều lựa chọn về cái nguồn để download hơn. Một số bạn thích đào FC, một bạn thích không thích đào FC. Còn một số bạn lại thích đào FC không thích đào FC cơ. Còn nếu mà trong cái phần link full game đấy, mình để thêm cái link Google Driver hay là link torrent các thứ thì các bạn có thể hiểu hoàn toàn đơn giản đó là những cái
tất cả những cái link đó là hoàn toàn như nhau, các bạn chỉ cần download một cái thôi, được chưa nào? Ví dụ như ở đây mình thường download đó là mình download một cái FC thôi, hoặc là Force mình không quan tâm, chỉ cần download một cái thôi nhá. Trong cái full game này mình sẽ lấy ví dụ luôn, ấn vào cái FC nhá, đó, và sẽ bung ra cái trang này thì các bạn ấn vào đây, tôi không phải là người máy, click vào. Rồi ở đây nó bắt chúng ta chọn tất cả hình vuông có biển báo đường phố đúng không nào? Thì biển báo đường phố là cái này và cái này. Ấn xác minh. Rồi, ấn click here to continue. Rồi các bạn đợi 7 giây. Việc các bạn click như thế này đó là các bạn gián tiếp ủng hộ mình tại cái trang PC Crack Gaming để mình có thêm động lực cũng như là có thêm kinh phí để duy trì cái trang PC Crack Gaming nhá. Rồi bây giờ các bạn ấn vào get link. Đây là các bạn có thể tới được cái trang FC của cái tựa game này. Còn đến trang này rồi và download thì thế nào, làm sao để download cái file 30 mấy GB này về thì các bạn kéo xuống một chút ở cái phần mô tả video này, các bạn có thấy mình có để một cái link hướng dẫn download tốc độ cao Force FC ở đây đúng không nào? Cũng như là mình để ngay trang chủ luôn này, đây này, hướng dẫn download file tốc độ cao này. Các bạn xem cái video này là các bạn có thể biết được cách download cái file đó, chưa nào? Làm sao để download nó tốc độ cao nhất, tốc độ nhanh nhất để đỡ tốn thời gian của các bạn, thế nào? Đó là về phần full game. Tiếp theo là đến phần crack. À đâu, phần DLC trước nhá. Đây, mình sẽ click vào DLC. Thì nó ra cái trang này đúng không nào? Các bạn cũng tương tự thôi, ấn vào tôi không phải là người máy. Các bạn vào cái trang này, nói chung là khi mà các bạn click vào cái trang này thì các bạn nhớ tắt cái phần mềm chặn quảng cáo của trình duyệt đi nhá. Rồi, ở đây xe cộ đúng không? Các bạn chọn vào xe cộ. Ấn tiếp theo. Nó hơi lâu. Xe cộ. Các bạn thấy cái nào cái xe thì ấn vào nhá. Xác minh. Cửa hàng à? Cửa hàng, cái nào là cửa hàng ta? Cái này và cái này đúng không nào? Click vào. Là qua được, các bạn ấn tiếp tục di chuyển. Rồi các bạn đợi trong 7 giây là chúng ta có thể sang được cái trang lấy link. Rất là đơn giản thôi đúng không nào? Chỉ có vài giây là chúng ta có thể đến được cái trang đó. Rồi ấn đi nào nhá. Đó là nó tới được cái trang này, là chúng ta sẽ thể download được cái bản DLC trị giá nặng 2.68 GB, chứ nào. Rồi đó là phần DLC. Tiếp theo đó sẽ là phần crack, thì mình cũng click luôn vào crack cho các bạn coi nhá. Thì đây nó bung ra cái trang này đúng không nào, các bạn cũng ấn vào tôi không phải là người máy. Những cái trang này nói chung là nó hoàn toàn tương tự nhau thôi. Xe hơi đây và đây, chứ nào, xong mình sau đó thì click kia cho continue thôi. Rất là đơn giản đúng không ạ, cũng chỉ 7 giây thôi, thì khó khăn cả. Sau khi xong thì chúng ta sẽ ấn thẳng vào cái chỗ get link ở đây. Đó, nó sẽ tới được cái trang chứa file crack. Đây, neomata zipay.rar là ấn tải về là được rồi. Thì đó là về phần crack chứ nào. Đó là ba cái phần chính mà mình đề cập trong cái video này, các bạn thấy ở đây đúng không? Thì nhưng mà các bạn xem xuống một chút nữa thì nó lại lòi ra hai cái nữa đúng không? Nhất đó là cái fix crash. Thì cái này đó là cái mình thêm vào thôi, và mình sẽ chú thích thêm nó là chức năng nó là gì đây này. Đây này, mình ghi rõ là nếu các bạn bị crash game thì download cái này về rồi check file game là được, thế nào? Còn những ai không bị crash thì không cần quan tâm đến nó. Còn cái mình thêm nữa đó là link Famos. Cái Famos này thì mình nhớ thì mình đã đề cập trong cái video rồi, đó là mình thêm vào thôi, các bạn có thể download về. Và cái Famos này nó chức năng nó là gì mình cũng đã nói rồi, đó là nó fix cái vấn đề về FPS hình ảnh của game Nier Automata đúng không nào. Và đây mình cũng thậm chí mình khuyến cáo thêm nữa, đó là hãy đảm bảo rằng các bạn còn lưu lại file nén của game thì hãy quyết định dán Famos thì nó có thể làm hỏng file game, chứ nào. Thì đó là những cái nhắc nhở thêm thôi. Nói chung là những cái link gì mà mình thêm vào bên dưới phần mô tả video ấy thì mình sẽ có thêm chú thích để các bạn hiểu được cái link đó là gì, cái chức năng nó là gì, và các bạn làm thế nào để có thể sử dụng những cái file đó vào trong game của bạn. Như ở đây chẳng hạn mình nói rõ là giải nén ra là chép file game ấy, đúng không? Và các bạn biết cách để có thể sử dụng cái file đó, đúng không? Còn ở đây mình nếu mà tìm được một cái bản game nào đó mới hơn ấy, bản game mà tốt hơn cái bản game mà mình chia sẻ trong cái video này ấy, thì mình sẽ liệt kê nó ngay bên dưới đây. Như ở đây chẳng hạn, đó là bản game mình mới cập nhật ngày 12 tháng 5 gần đây thôi, cũng khoảng tầm 2 tháng thôi đúng không? Thì bản game này cài đặt dễ hơn rất là nhiều, nó gồm một file game và một file crack mà thôi, cũng như tương tự thế thôi. Mình cũng để hai nguồn FC và Force, và các bạn chỉ cần download một cái trong hai cái này nhá. Crack cũng tương tự, chỉ cần download một cái trong hai cái này thôi. Và ở đây bên dưới mình ghi rõ tải game về, giải nén và cài đặt nếu có file setup, cài đặt nếu không có file setup nhé. Nhưng mà thực ra cái này chỉ cần giải nén thôi, sau đó thì copy chép crack vào là được, thế nào, rất là đơn giản. Đó là cái bản game mới mà mình kiếm được.
Thì nếu mà các bạn download cái bản kia, bản game trên này rồi ấy, thì các bạn không cần quan tâm đến bên dưới này nữa. Mà các bạn download cái bên dưới này thì các bạn không cần quan tâm đến những cái bên trên này. Thế nào? Đó nó hai cái rạch ròi khá là rõ ràng. Mình đã ghi rõ bản game cập nhật mới này. Còn đây là trên này là bản game cũ rồi. Toàn bộ những cái này, thế nào? Còn cái fixed class này thì các bạn có thể có sử dụng hay không thì tùy các bạn, thế nào? Nó có thể sử dụng cho cả hai bản game. Nói chung là cái link này mình sẽ ghi chú ở bên dưới này cho nên các bạn cũng có thể dễ hiểu thôi, không quá khó hiểu với các bạn, thế nào? Đó là về phần download. Tiếp theo đó là về một vài thông tin nữa. Nhất đó là Nier Automata full soundtrack ấy, thì những cái game nào mà nó có cái nhạc thuộc về thể loại hay quá, đình đám quá ở đây, ví dụ như là cái này chẳng hạn, thì mình sẽ làm thêm một cái CD âm nhạc của nó ở trên đó. Đây là game, như các bạn đã biết ấy, thì game Nier Automata đó là game đạt giải nhạc game hay nhất năm 2017 tại Game Awards, đúng không? Thì ở đây mình có làm một cái video âm nhạc về cái Nier Automata này. Nói chung là những cái game nào mà có nhạc hay quá, mình thấy nó hay quá thì mình mới làm thôi, chứ không phải game nào cũng làm, chứ nào. Các bạn có thể vào và download về và nghe tận 3 tiếng mấy này. Có rất nhiều bài hát full 3 đĩa, chứ nào. Các bạn để download về và nghe. Tiếp theo bên dưới đó là phần hướng dẫn download game cho video ấy. Thì từ ngày hôm sau mình sẽ chèn cái video này vào đây, bởi vì mình đang làm cái video mà, đúng không nào? Còn bên dưới này sẽ là hướng dẫn download tốc độ cao FSAVE và FOSAVE. Cái này thì rất là hữu ích, rất là nhiều người rất là sẽ có nhiều bạn cần đến đấy. Cho nên các bạn hãy coi qua chứ nào. Các bạn có thể tìm thấy cái video này ở ngay cái trang chủ PC Gaming ở đây luôn. Mình để ở dưới đây này. Đây, nó là cái video này, hướng dẫn download file tốc độ cao. Để các bạn tránh tình trạng đó là những cái file mà nó tận 50-60GB các bạn download phải nó là cả tuần không xong luôn. Thì nếu mà sau khi các bạn xem cái video xong thì các bạn có thể download nó trong khoảng vài tiếng thôi, rất là nhanh. Và sắp tới ấy, mình sẽ làm thêm một cái series video hướng dẫn các bạn cách tối ưu hóa máy tính để có thể chơi game một cách tốt nhất, cũng như là tránh xảy ra lỗi khi chơi game, thế nào? Bởi vì sao? Vì những cái bản game mà mình test ở đây, rất nhiều game mình chia sẻ phải đến cả vài trăm game rồi. Và mình khẳng định với các bạn một điều đó là vài trăm game này mình download về, mình cài đặt, gần như là mình chỉ chơi luôn thôi, chứ mình không bao giờ mình gặp phải lỗi bất cứ một lỗi gì cả. Nếu mà họa huần hiếm lắm ấy, có một game lỗi ấy, thì là cái lỗi đó là đến từ bản game chứ không phải đến từ máy tính của mình. Còn một số bạn ấy, khi mà các bạn download bản game của mình về, các bạn cài đặt rồi, các bạn có thể nói là các bạn gặp vô vàn lỗi, cực kỳ nhiều lỗi luôn. Và vấn đề cố hữu thường xảy ra đó là do cái máy tính của các bạn có vấn đề. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao setting cái máy tính của các bạn cho nó giống hệt cái máy tính của mình, để nó có thể chơi được tất cả mọi game luôn. Như ở đây, máy tính của mình cũng không phải là một cái máy siêu nhân gì đó, nó cũng chỉ là một cái máy thời điểm hiện tại 2018 này đấy, thì cái máy của mình có thể nó là thuộc loại máy yếu thôi, bởi vì i5 7K rồi là RAM 8GB với cả card 150Ti, đó là một cái máy có thể nói là cấu hình rất rất trung bình luôn, trung bình yếu luôn rồi tại cái thời điểm 2018 này. Như các bạn đã biết thì GTX chuẩn bị ra GTX 1090 luôn rồi, còn mình vẫn là 1050 đúng không rồi. Thì đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để setting cái máy tính cho nó hoàn hảo nhất để nó có thể chơi được gần như là tất cả mọi game luôn, để nó có thể hiểu là nói thế nào cho nó chính xác nhỉ. Đó là nói chung là mình sẽ làm cho cái máy tính của các bạn nó không bị bất cứ một cái lỗi gì hết, trừ khi nó quá yếu nó không thể chơi được thì cái đấy thì mình chịu nhá, mình không thể nào giúp các bạn được, cái đấy chỉ có mua máy mới thôi. Còn nói chung là mình sẽ giúp các bạn setting cái máy sao cho nó không bao giờ bị lỗi cả khi mà bạn cài game, chơi game, chưa nào. Đó là một cái series video mà tương lai mình sẽ làm, bởi vì cái đó nó rất là mơ. Tại sao mình nói là series? Bởi vì nó có rất nhiều cái phần lằng ngoằng, nó phải cài đặt nhiều thứ cũng như là setting nhiều thứ, cho nên là không thể nào mà mình nói hết trong một video được. Đó là cái series trong tương lai mình sẽ hoàn thành cho các bạn. Dẹp mấy cái video hướng dẫn qua nhá, bây giờ mình sẽ đến cái phần tiếp theo luôn. Đó là cái phần làm sao để tìm được game do mình chia sẻ. Thì mình có thể khẳng định mình thì không phải là một chuyên gia về game hay là gì đó cả, nhưng mà mình có thể chắc chắn một điều, đó là những cái game mà mình chia sẻ tại cái channel của mình luôn là bản game mới nhất cũng như là bản game chất lượng nhất, cho nên các bạn có thể yên tâm về cái phần. Cho nên là nếu mà các bạn có thể các bạn tìm game trên mạng thì các bạn hãy luôn luôn nghĩ tới cái channel của mình trước, bởi vì những cái bản game này mình đã test và mình khẳng định với các bạn là mình luôn tìm những bản game mới nhất, chất lượng nhất để test và sau đó là hướng dẫn các bạn cài đặt. Cho nên là khi mà các bạn nghĩ đến game Crack ấy, thì các bạn hãy nghĩ ngay tới cái channel PC của mình, PC Crack Gaming của mình nhá. Thế nào? Và làm sao ấy để tìm được cái game đó? Ví dụ các bạn muốn tìm cái game đó là Assassin's Creed Origin, đúng không? Các bạn muốn tìm bản game này, nhưng mà các bạn không biết là cái game này mình đã chia sẻ hay chưa, bởi vì
mình cũng chỉ chia sẻ một lượng giới hạn game thôi, chứ không phải là tất cả các game mình đều có được nào. Mà các bạn muốn tìm một cái bản game chất lượng nhất ấy, thì các bạn hãy ghi cái tên game này ra. Đầu tiên Assassin's Creed Origin đúng không nào? Các bạn đã thêm chữ PC Crack Gaming ở đằng sau này, các bạn enter. Ở đây nó sẽ ra ngay cái của mình, được chưa nào các bạn? Tất cả ở đây đúng không? Và các bạn ấn vào video nó cũng ra này. Nó sẽ ra cái tải lên bởi PC Crack Gaming ấy. Thì các bạn ấn vào đó là các bạn sẽ tới được cái video mà mình chia sẻ cái bản game của mình. Và mình xin nhắc lại một lần nữa, đó là những bản game mà mình chia sẻ, bản game Crack ấy, thì luôn luôn là bản game mới nhất, cũng như là chất lượng nhất và dễ cài đặt nhất tại cái thời điểm mà mình làm cái video đó. Khi mình tìm một bản Crack ấy, thì đầu tiên mình nghĩ tới đó là cái bản Crack đó phải là bản Crack mới nhất tại cái thời điểm mà mình tìm. Thứ hai, đó là cái bản Crack đó phải dễ cài đặt để sao cho các bạn không gặp quá khó khăn, gặp quá nhiều khó khăn trong cái việc đó là cài đặt cái bản Crack, đúng không nào? Với như mình đã nói rồi, khán giả xem cái video hướng dẫn của mình không phải ai cũng là một người có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin cả. Có những người họ chỉ biết chơi game thôi, họ không biết gì hết. Thì cái đó là mình phải làm sao cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng cài đặt được game, đúng không nào? Ví dụ cái bản game Nier Automata này, thì mình khẳng định các bạn, tại cái thời điểm 17 tháng 7 2017 này, thì đây là cái bản game ngon nhất mà mình đã test đi test lại, có thể nói là mình kiếm cái bản game ngon nhất về mình làm cho các bạn rồi. Thế nào? Cho nên các bạn yên tâm về chất lượng game nhá. Thế nào? Đó là cách các bạn có thể tìm được cái game mà mình chia sẻ bằng cách đó là tên game cộng với cả PC Crack Gaming trên cái trình duyệt. Thế nào? Bất cứ game gì, chỉ cần game đó mình chia sẻ rồi thì các bạn có thể tìm bằng cách này. Rồi, bên dưới phần cuối cùng ở đây, đó là một vài lưu ý nhỏ nhỏ nữa. Đó là nếu xảy ra lỗi gì thì các bạn có thể liên lạc với mình. Thì cái này thì thời điểm hiện tại thì cũng khá là khó bởi vì khá là bận về cuộc sống mà. Cơm áo gạo tiền không thể nào mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh các bạn để có thể là giúp các bạn fix lỗi được. Mình khẳng định với các bạn luôn, cái công việc mà mình làm đây, công việc mà mình làm cái video này, cái channel, xây dựng cái channel PC Crack Gaming này, mình nói thẳng với các bạn, mình không kiếm nổi 1 triệu một tháng. Mình nói thật luôn, nói thật luôn ạ, mình không kiếm nổi 1 triệu một tháng để mà sống qua ngày luôn, chứ đừng nói. Cho nên bắt buộc mình phải làm việc khác để có thể mình sống được. Cái này thì gần như là mình chỉ mang tính chia sẻ thôi, chứ là các bạn nói rằng cái này mà kiếm tiền để mà sống được, rồi là sống sung túc đầy đủ các thứ, thì mình nói thẳng với các bạn luôn, mình không kiếm nổi 1 triệu một tháng. Nếu các bạn không tin, đúng không, mình sẽ cho các bạn coi. Đây là mình sẽ vào channel của mình, rồi mình sẽ vào phần tùy chỉnh kênh, mình sẽ cho các bạn coi luôn trình quản lý video. Ở đây mình sẽ vào phần analyst. Đây các bạn có thể thấy, đây các bạn thấy đây, một tháng mình kiếm được khoảng tầm $30, các bạn nhân ra $30 là 3 là 600.000, đúng không, không được nổi 100 đâu, không được nổi 1 triệu luôn. Đó là số tiền mình kiếm được một tháng từ cái channel PC Crack Gaming này, một tháng nha các bạn, chứ không phải là một ngày mà mình kiếm được như thế này đâu. Cái doanh thu ước tính một tháng ấy các bạn ạ, thế nào, từ 18 tháng 5 đến 14 tháng 6 ấy, vậy là 29 ngày đâu, sắp xỉ một tháng, đúng không, là $30. Thì các bạn có thể hiểu là làm sao mình có thể duy trì cuộc sống của mình, cha mẹ rồi bạn bè các thứ, cà phê cà pháo các thứ, duy trì bằng cái kênh này được, đúng không? Cho nên là cái kênh này ấy, mình làm mục đích chủ yếu chỉ là chia sẻ mà thôi. Thậm chí là bây giờ một số bạn còn bật hẳn cái AD blog này, cho nên là bao nhiêu quảng cáo các thứ là gần như chẳng hiện luôn. Cho nên là thu nhập của mình gần như là không có ở cái kênh luôn, không đủ duy trì một cái gì luôn. 600.000 một tháng ấy, các bạn hiểu làm được gì, ăn sáng không đủ, nói thật 30 ngày ăn sáng không đủ luôn. Cho nên là các bạn có thể thông cảm cho mình cái đoạn này nhá. Đó là thời điểm hiện tại thì mình không thể nào mà cứ, nếu mà xảy ra lỗi thì mình như mình đã nói rồi, các bạn hãy lên đây và post lên đây thôi, chứ PM cho mình thì lúc đó có thể là mình đang đi làm ở đâu đó hay là cái gì đó, cho nên mình không thể nào trả lời các bạn hết được. Cho nên là khi nào mình rảnh ấy, thật sự rảnh như là hôm nay chủ nhật ấy, thì mình mới làm cái video cũng như là có thể là tập trung lại mà giúp các bạn sửa lỗi các thứ thôi. Cho nên là mà mình lưu ý một chút, đó là mình support cho những ai download game hoặc phần mềm từ link mà mình chia sẻ đây nhá. Ví dụ như á, mình chỉ support những ai mà download cái bản game này thôi nhá. Chứ một số bạn rất là hay, các bạn ấy download game ở chỗ khác về, sau đó các bạn bị lỗi gì đó, cái bản game của bên mà các bạn ấy download ấy bị hỏng, sau các bạn mang cái lỗi đó các bạn sang hỏi mình. Bởi vì hai nguồn, thứ nhất nguồn bên kia họ lấy được nguồn khác, còn nguồn bên mình ở đây, đây là những cái nguồn đây này, là mình đã test rồi và mình khẳng định là nó không có vấn đề gì cả. Còn bạn download ở đâu về bạn bị lỗi thì cái đó là bạn phải chịu thôi, hoặc là bạn tìm bên đó và bạn giúp
họ mới có thể giúp bạn sửa thôi, chứ mình thì chỉ có thể sửa được những cái game, những cái bản game mà mình chia sẻ ở đây thôi, chứ những bản game khác thì làm sao mình sửa được, đúng không? Mình đã chọn cái ngon nhất ra đây rồi, mà các bạn download cái dở hơi ở đâu đó, sau các bạn về các bạn hỏi mình thì mình cũng đành chịu, không biết làm nào cả, chứ nào. Đó, đó là về phần lưu ý, đó là mình chỉ support những người download game phần mềm từ link mà mình chia sẻ bên trên. Còn ở đây thì các bạn có thể thấy, đó là nếu các bạn có vướng mắc về cài đặt và sửa lỗi game phần mềm, các bạn có thể liên hệ thuê mình cài đặt và sửa lỗi, chứ nào. Chứ mình không thể nào làm hộ được, các bạn hiểu cho mình nhé, chứ nào. Làm hộ ấy, ngày nào mỗi người khoảng tầm chục người liên hệ mình làm hộ thôi là mình hết nguyên một ngày rồi. Thì mình ngày nào mình cũng làm hộ các bạn thì làm sao mình có cơm mình ăn, đúng không nào? Các bạn có thể hiểu đơn giản như vậy. Và thực sự ấy, một số bạn cũng khá là hay, một số người cũng thật sự khá là kỳ quặc, khi mà tại vì cái này mình làm cũng trên tinh thần đó là cởi mở, chia sẻ các thứ, đúng không nào? Thì một số bạn cũng trên danh nghĩa là thuê mình, thì mình cài đặt xong cho họ, mình cũng vào máy họ, mình sử dụng tem view, mình vào máy của họ, mình cài đặt xong thì mình thấy máy của bạn, máy của họ còn hơi yếu yếu, thậm chí mình còn giúp họ tối ưu hóa máy luôn. Và sau khi mình làm xong thì họ chặn Facebook và họ mất hút luôn, và họ chẳng trả bất cứ một cái phí gì cho mình cả, trong khi lúc đầu họ liên lạc với mình và họ nói là họ thuê mình cài đặt. Cho nên là thực sự là cái này có lẽ sắp tới mình sẽ bỏ và không làm nữa. Thế nào, các bạn có thể hiểu cho cái sự khó khăn của mình. Mình đã nhiệt tình mình làm như vậy rồi mà cái chi phí mà các bạn chủ động các bạn liên hệ với mình, các bạn cũng quỵt luôn như thế, thì có lẽ là mình thật sự là mình cũng khá là mệt mỏi. Cho nên là sắp tới mình sẽ xóa cái dòng này đi. Còn cái thông báo cuối cùng đó là nếu link đai ấy, thì các bạn hãy thông báo cho mình để mình thay thế link khác cho các bạn. Đây là cái điều chắc chắn mình sẽ làm, chứ nào. Cho nên là khi mà các bạn download link ở đây này, các bạn thấy cái link nó bị chết đấy, cái link FC for say nó không còn sử dụng được nữa ấy, thì các bạn hãy liên hệ với mình để mình có thể thay link cho các bạn, tìm một cái link mới nhất thay cho các bạn, để các bạn có thể có link mà download về để chơi game, chứ nào. Còn cuối cùng đó là âm nhạc mình sử dụng trong cái video này ấy, thì tất cả cái âm nhạc ấy, các bạn có thể tìm được trong cái trong cái link này, các bạn click vào mở ra. Tất cả âm nhạc mình sử dụng trong mọi video của mình đều hết ở đây này, channel này, chứ nào. Các bạn có thể lên đây và nghe bất cứ, tìm bất cứ cái nhạc đó để mà nghe, chứ nào. Nếu các bạn thích cái bản nhạc đó. Được rồi, đó là toàn bộ cái video, toàn bộ cái nội dung trong cái video mình hướng dẫn các bạn download game từ cái channel PC Crack Gaming của mình, chứ nào. Hy vọng là sau video này thì các bạn có thể biết cách download những cái game mà mình chia sẻ, cũng như là các bạn có thể ủng hộ cái channel PC Crack Gaming của mình bằng cách đó là cho mình một subscribe đăng ký, cũng như là like video nếu các bạn thấy video hữu ích. Có lẽ mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ. Tạm biệt các bạn.